kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Huyện Tĩnh Gia triển khai các biện pháp chống hạn phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân. Khu kinh tế Nghi Sơn kiểm soát chặt những người đi và đến từ vùng có dịch Covid-19. khó khăn trong xử lý hành chính đối với các chủ phương tiện vi phạm luật giao thông. Ngay sau đây sẽ là các thông tin kinh tế nổi bật. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 2 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 5,34 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, một số mặt hàng như gạo và sắn đều tăng về lượng và giá trị xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước ở chiều ngược lại cá cha hạt điều rau quả là một vài mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm hiện nay bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của việt nam là trung quốc mỹ eu và asean Hai tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam đạt gần 6,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có 500 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 5 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,7% về số dự án so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngoài ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết thì dịch COVID-19 cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến quyết định đầu tư mới và mở rộng quy mô dự án hiện có của các nhà đầu tư nước ngoài. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 giảm mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt khách đến từ một số nước như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc giảm sâu do lo ngại lây lan của dịch bệnh. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 ước tính đạt trên 1,24 triệu lượt, giảm 37,7% so với tháng trước và giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Vừa qua, thương vụ Việt Nam tại Úc đã làm việc với nhà nhập khẩu Úc để sẵn sàng nhập măng tây từ Việt Nam ngay trong tháng 3 này và có kế hoạch nhập khẩu ổn định. Theo đó, măng tây là mặt hàng nông sản tươi có thể xuất khẩu ngay sang Úc mà không cần phải đàm phán mở cửa. Thương vụ Việt Nam tại Úc đề nghị các nhà xuất khẩu, hợp tác xã, nông dân trồng măng tây ở Việt Nam liên hệ với thương vụ theo địa chỉ email auacongmoit.gov.vn để kết nối trực tiếp với doanh nghiệp nhập khẩu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 307 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thành lập ban chỉ đạo Tổng điều tra trung ương do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư làm trưởng ban. Theo đó, tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và nhà nước. Phương án tổng điều tra được xây dựng trên nguyên tắc khai thác tối đa số liệu về doanh nghiệp của Tổng cục thuế, bảo hiểm xã hội và các số liệu thực tế hiện có của các cơ quan đã xây dựng hệ thống tích hợp dữ liệu trên cơ sở công nghệ thông tin, sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong thu thập và xử lý thông tin tổng điều tra. Kết quả chính thức của cuộc tổng điều tra kinh tế sẽ được công bố vào quý 2 năm 2022. Tổng cục thống kê cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt 214,2 nghìn tỷ đồng, bằng 14,2% dự toán cả năm. Trong đó thu nội địa đạt 179,8 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 8,6 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 25,9 nghìn tỷ đồng, trong thu nội địa thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 21,3 nghìn tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không kể dầu thô, đạt 36.500 tỷ đồng, thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 42.000 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân đạt 15,3 nghìn tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 145.000 tỷ đồng, gồm chi thường xuyên đạt 116,1 nghìn tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 7,4 nghìn tỷ đồng, chi trả lãi 21,4 nghìn tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, vụ chiêm xuân năm nay, huyện Tĩnh Gia được giao kế hoạch gieo cấy 4.200 ha lúa. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, với dự báo lượng mưa năm nay sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm, tình trạng hạn cục bộ có thể xảy ra trên một số diện tích vào thời điểm cuối vụ chiêm xuân và đầu vụ mùa. Trên địa bàn huyện Tĩnh Gia có 46 hồ đập, trong đó có 15 hồ đập lớn và vừa do đơn vị thủy nông quản lý và vận hành. Trước dự báo thời tiết có khả năng sẽ khô hạn, lượng mưa trung bình thấp hơn so với các năm gần đây. Ngay từ đầu vụ chiêm xuân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Chu đã chủ động đầu tư nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt lịch tưới để sử dụng nguồn nước tiết kiệm hiệu quả. Dự kiến thì trong cái mùa cuối vụ chiêm xuân đầu vụ mùa năm 20 ấy, thì trên địa bàn tỉnh gia mà cái phần tưới của chi nhánh thủy lợi tỉnh gia thì nếu có thể diễn ra hạn công tác chuẩn bị thì chúng tôi đang nhất là chuẩn bị một số cái máy bơm dầu dạ chiến để sẵn sàng là khi cần thiết là chúng tôi đặt vào trong lòng hồ chúng tôi bơm nước đẩy qua qua cống dưới đập để tưới cho cái phần diện tích ký hợp đồng tại các cống tiêu vùng chiều đơn vị thủy nông đã tu sửa gia cố các cửa cống đảm bảo ngăn mặn giữ ngọt phục vụ sản xuất Đối với 31 hồ đập do huyện quản lý, đều là hồ đập có khả năng sinh thủy thấp, lại được đầu tư xây dựng từ nhiều năm nên một số công trình xuống cấp, diện tích phục vụ ít. Mặc dù địa phương đã chủ động tích nước đầu vụ, nhưng nếu tình hình thời tiết ít mưa có thể gây ra tình trạng hạn cục bộ vào thời điểm cuối vụ xem xuân và gay gắt vào đầu vụ mùa. Nếu thời tiết diễn biến mà tiếp tục hạn kéo dài thì cái diện tích hạn đến ra khoảng độ 5 ha mét, không có khả năng tưới được về phía huyện Ninh Gia đã tổ chức như thế là à, nạo vét canh mương và xây dựng cái các cái trạm bơm giá chiến để với cái tinh thần chống hạn đảm bảo cái diện tích đã gieo trồng trên 4.500 hecta. Áp lực về nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của huyện Tĩnh Gia càng tăng thêm khi mà diện tích cây lúa đến thời điểm hiện tại trên địa bàn đã lên đến 4.700 hecta, vượt 500 hecta so với kế hoạch. Điều đáng nói là toàn bộ diện tích gieo cấy tăng thêm này đều nằm ở những vùng khó khăn về nước tưới nên nguy cơ cao sẽ bị thiệt hại về năng suất sản lượng do hạn hán. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 23 quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ bãi sông. Theo đó, việc cấp phép thăm dò khai thác cát sỏi lòng sông phải đảm bảo các nguyên tắc khi cấp phép thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản, đồng thời được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trừ trường hợp thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Trước khi cấp phép, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về đường thủy nội địa, phòng chống thiên tai, thủy lợi và đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 tới. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 39 hệ thống cấp nước đã được đầu tư và đi vào hoạt động với tổng công suất 460.000 m3 một ngày đêm, đảm bảo cung cấp cho 95% dân số trong tỉnh được dùng nước hợp vệ sinh, trong đó trên 95% dân số khu vực đô thị được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và đời sống, tỉnh Thanh Hóa đã lập và phê duyệt các quy hoạch cấp nước, các chỉ tiêu về cấp nước lựa chọn trên cơ sở tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành, phù hợp với định hướng theo các quy hoạch. Theo định hướng năm 2020, tỉnh Thanh Hóa có 81 nhà máy nước với tổng công suất 1.078.800 m3 một ngày đêm. Cùng với các dự án đã đi vào hoạt động, hiện một số dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang trong quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc tồn tại hai quy hoạch cấp nước, gồm cấp nước đô thị và cấp nước nông thôn, nhiều dự án đầu tư có phạm vi cấp nước trên địa bàn cả khu đô thị và khu vực nông thôn, giáp danh khu vực đô thị, đang gây khó khăn cho việc tuân thủ về vi phạm phân vùng cấp nước theo quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, khu kinh tế Nghi Sơn là địa bàn có nhiều doanh nhân, chuyên gia và lao động sinh sống làm việc. Do vậy, ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng huyện Tĩnh Gia tăng cường các biện pháp kiểm soát, nắm chắc tình hình và chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Dusan Việt Nam, tổng thầu của dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2 là doanh nghiệp sử dụng lao động người Hàn Quốc nhiều nhất tại khu kinh tế Nghi Sơn với 52 người tính từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 có hai lao động của công ty từ Seoul Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Do không đến từ vùng tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc nên không phải cách ly tập trung ở cơ sở y tế, nhưng ngay khi vào đến khu kinh tế Nghi Sơn, những người này đã được công ty sắp xếp ở khách sạn để cách ly theo dõi 14 ngày theo quy định trước khi đi làm trở lại. We ask them to công ty và tổng thầu Dusan đã phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác phòng chống dịch những chuyên gia người hàn quốc mới sang thì chúng tôi đã cho cách ly và theo dõi sát sao sức khỏe đối với công nhân thì chúng tôi tiến hành đo nhiệt độ đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát khuẩn để rửa tay trước khi vào làm việc Tính đến ngày 29 tháng 2, trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn có 405 người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó có 50 người Trung Quốc, 36 người Đài Loan, 57 người Hàn Quốc và 58 người Nhật Bản, còn lại là các nước khác. Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa đã phối hợp với huyện Tĩnh Gia yêu cầu các doanh nghiệp ra soát, thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế đối với lao động người nước ngoài mới nhập cảnh từ sau Tết Nguyên đán đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc kể từ ngày 9 tháng 2, đến từ hoặc đi qua Iran và Ý từ ngày 29 tháng 2 để theo dõi sức khỏe và kịp thời cách ly. Cùng với đó, tại các doanh nghiệp, công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai thường xuyên và nghiêm túc. Các thông tin về dịch bệnh được cập nhật thường xuyên để người lao động theo dõi. Trong 3 tuần trở đây, chúng tôi đã kiểm soát đối với tất cả các cái dòng người mà di chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam cũng như là từ Việt Nam về Hàn Quốc và đặc biệt là không phải riêng mình Hàn Quốc và các cái vùng dịch trên toàn thế giới. Thì qua đó thì các doanh nghiệp cũng đã rất là nghiêm túc thực hiện các nội dung này. Thì ngoài cái việc mà đối với người lao động của riêng các doanh nghiệp ở trong khu kinh tế Nghi Sơn thì chúng tôi còn kiểm soát tất cả những cái dòng khách đối với các đi đến làm việc tại các doanh nghiệp. Thì qua đó để trường hợp mà có phát hiện ra một cái dấu hiệu gì nó liên quan đến những người lao động đi từ vùng dịch về thì chúng tôi sẽ yêu cầu các doanh nghiệp là phải nghiêm túc thực hiện việc cách ly. Với số lượng người lao động lớn và biến động liên tục, việc quản lý theo dõi chặt chẽ những người đi và đến từ vùng có dịch COVID-19 vào làm việc tại khu kinh tế Nghi Sơn là một trong những biện pháp quan trọng để phòng chống dịch. Đến thời điểm này, tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện lâm sàng của dịch bệnh COVID-19. Sau đây là những sự kiện trong nước và trong tỉnh dự kiến sẽ diễn ra trong tuần từ ngày mùng 2 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 3 năm 2020. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 3, hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Ngày mùng 5 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh thực phẩm và đồ uống châu Á 2020. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 3, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2019-2020 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Ngày mùng 2 tháng 3, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị ban chỉ đạo xây dựng đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 3, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, thăm và làm việc tại hai huyện Thiệu Hóa và Yên Định về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và một số nội dung quan trọng khác. Ngày mùng 3 tháng 3, Hội nghị Giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2020 của Cụm thi đua số 5 Bộ Công an sẽ diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh cho thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng cho người phụ thuộc để áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Tuy nhiên, trao đổi với báo tuổi trẻ, nhiều chuyên gia và người nộp thuế đều cho rằng mức giảm trừ gia cảnh do Bộ Tài chính đề xuất đã lỗi thời, xa vời với thực tế cuộc sống. Theo luật sư Trần Xoa, giám đốc công ty luật Minh Đăng Quang, Mức giảm trừ gia cảnh điều chỉnh là để áp dụng cho tương lai, tức từ 5 đến 7 năm tới. Trong khi đó, Bộ Tài chính dựa trên tranh lệch giữa chỉ số giá từ tháng 7 năm 2013 đến cuối năm 2019 để đề xuất mức giảm trừ gia cảnh mới nên chưa áp dụng đã lạc hậu. Người nộp thuế phải chịu thiệt vì mức giảm trừ gia cảnh không theo kịp diễn biến thực tế. Theo các chuyên gia thuế, việc áp dụng cách tính bất hợp lý như hiện nay sẽ khó tránh khỏi chuyện chính sách không theo kịp thực tế đời sống. Mỗi lần đề cập đến tăng lương cơ sở là giá cả mỡ rau, miếng thịt, con cá đều tăng và không bao giờ giảm, trong khi muốn điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lại trải qua nhiều thủ tục nhiều khê. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra thông tư 27 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 về việc quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học, thông tin đăng tải trên báo Lao động. Thông tư này quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương đương. Trong nội dung chính ghi trên văn bằng sẽ không có thông tin hình thức đào tạo là chính quy hoặc một trong các hình thức Vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn như quy định cũ mà mục này sẽ ghi trong phần phụ lục văn bằng. Như vậy trên văn bằng sẽ chỉ còn các nội dung: tiêu đề, tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo, ngành đào tạo, tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng, họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng, hạng tốt nghiệp, số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng. Theo bài trên báo Người lao động nếu tính riêng trong tháng 2, khách quốc tế tới Việt Nam chỉ đạt 1,24 triệu lượt người, giảm tới 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường cung cấp nguồn khách chính tới Việt Nam từ châu Á, châu Úc, châu Mỹ đều giảm, riêng khách châu Âu, châu Phi vẫn tăng. Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong 2 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,2 triệu người, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng thấp nhất của hai tháng đầu năm trong vòng 5 năm qua. Nguyên nhân của đà sụt giảm mạnh, dù thời điểm này các năm đang là cao điểm phục vụ khách quốc tế ở Việt Nam, là do dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến lĩnh vực du lịch khi khách từ các thị trường Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc giảm sâu. Trong bối cảnh khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm do tác động từ dịch bệnh, điểm sáng là một số thị trường vẫn khả quan, khách Liên bang Nga trong 2 tháng đạt 172.700 lượt người, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Khách đến từ châu Phi đạt 9.900 lượt người, tăng 17% so với cùng kỳ. Do không trồng được lúa vụ ba giữa hạn mặn khốc liệt, nên nông dân ở hai huyện Ba Chi và Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã cao nhiều tấn đất trên mặt ruộng để đi bán lấy tiền hoặc đổi lấy phân, thuốc, bất chấp hệ lụy. Thông tin đăng tải trên báo Thanh Niên. Theo tìm hiểu, Hầu hết nông dân ở Bến Tre bán đất trên mặt ruộng để có nguồn thu nhập thay thế cho tiền thu nhập từ lúa vụ ba đã mất trắng hoặc không xuống giống được. Mỗi mét khối đất mặt ruộng được bán với giá từ 100.000 đến 150.000 đồng tùy theo quãng đường vận chuyển. Ông Trần Quốc Khanh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ba Chi khẳng định hành vi khai thác đất mặt ruộng của người nông dân chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hậu quả trước mắt và lâu dài. Đó là chi phí đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu cho dụng lúa ở vụ sau sẽ tăng lên từ 2 đến 3 lần so với các thửa ruộng không bị khai thác đất mặt. Ngoài ra, năng suất lúa của vụ sau cũng sẽ giảm ít nhất trên 15%, bởi việc khai thác lớp đất phù sa mặt sẽ làm giảm nguồn dinh dưỡng đất rất lớn. Đất bên dưới vốn bạc màu rất khó hấp thụ dinh dưỡng được bón lót khi canh tác lúa. Thưa quý vị và các bạn, tạm giữ phương tiện là một trong những hình thức xử lý vi phạm hành chính, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, có phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên trên thực tế, công tác này đang gặp không ít khó khăn vướng mắc. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định, cụ thể trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền tại kho bạc nhà nước. Đồng thời, thông tư 11 của Bộ Công an quy định khi quá thời hạn hẹn đến giải quyết và đã bị tạm giữ giấy phép lái xe mà người vi phạm chưa đến trụ sở để giải quyết việc vi phạm vẫn tiếp tục lái xe thì sẽ bị xử phạt như hành vi không có giấy tờ. Người vi phạm sẽ bị tạm giữ một trong các loại giấy tờ còn lại hoặc tạm giữ phương tiện. Mặc dù quy định là như vậy nhưng thực tế cho thấy công tác quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự giao thông hiện nay còn khá khó khăn. Được biết thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho người dân đến nộp, xong tình trạng tốn động giấy phép lái xe và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp diễn. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là phối hợp với chính quyền địa phương, các xã thị trấn để tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành công tác xử lý vi phạm hành chính của người dân vi phạm đề xuất với ban an toàn giao thông huyện có cái quy hoạch về bãi xe đạt tiêu chuẩn để bảo quản tốt phương tiện vi phạm cho người vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Các cái phương tiện vi phạm cách thức giải quyết tồn động lại kho thì đây là một cái vấn đề lan giải khó khăn cho công an huyện Long Hóa được cảnh sát giao thông trả tham mưu cho công an huyện và các ngành chức năng để chúng ta tiếp tục tập trung để chúng ta thanh lý xử lý các cái phương tiện còn lại trên trên kho này. Qua tìm hiểu thì được biết, do đa phần các phương tiện đang bị tạm giữ đều cũ nát, số khung, số máy bị tẩy xóa, chuyển nhượng qua nhiều người. Chủ sở hữu ở các địa phương khác, người vi phạm khai không đúng tên tuổi, địa chỉ, không ký biên bản. Do vậy, việc gửi thông báo tới chủ phương tiện bằng thư bảo đảm khó thực hiện. Trong khi đó, một số hành vi vi phạm mức xử phạt cao, phương tiện cũ có giá trị thấp, nên người vi phạm cố tình không đến nộp phạt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các phương tiện vi phạm sau một thời gian dài nằm tại bãi tạm giữ bị hư hỏng nặng, giảm giá trị xe, không chỉ gây lãng phí tài sản, thất thoát nguồn thu ngân sách địa phương mà còn khiến đơn vị công an gặp nhiều khó khăn khi bố trí bến bãi. Thực trạng kể trên đã phần nào cho thấy các hình thức xử phạt tạm giữ phương tiện, tức giấy phép lái xe do vi phạm vẫn chưa đủ sức răn đe và còn nhiều kẽ hở để người vi phạm từ chối hành vi nhận lại tài sản của mình thiết nghĩ đã đến lúc các ngành chức năng phải có những điều chỉnh nhằm tăng tính ràng buộc đối với chủ sở hữu, đồng thời ra soát lại thủ tục làm mới, cấp lại giấy phép lái xe để đảm bảo việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, đúng quy định. Chương trình Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.